hậu ly hôn đan trường, Thủy Tiên vẫn ứng xử khéo với mẹ chồng cũ. Dù đã ly hôn, nhưng cách ứng xử của danh nhân Thủy Tiên với đan trường và mẹ chồng vẫn rất văn minh, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 7 2021, đan trường và bà xã Thủy Tiên bất ngờ thông báo ly hôn sau một khoảng thời gian cố gắng hàn gắn tình cảm nhưng không thành. Cả hai cho biết đều nỗ lực cứu vãn mối quan hệ, nuôi dưỡng lại tình cảm. Dù sống xa nhau, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách ly hôn, dù không còn là vợ chồng. Bù lại, cả hai cư xử văn minh, tử tế với đối phương. Hiện tại, con trai Thiên Từ vẫn được mẹ chăm sóc tại Mỹ. Doanh nhân Thủy Tiên vẫn giữ liên lạc với đan trường và luôn tạo điều kiện cho anh thăm hỏi, chăm sóc con trai. Cả hai còn thường đưa con đi du lịch, trông giống hệt những cặp vợ chồng còn hạnh phúc. Mới đây, đan trường chia sẻ một đoạn clip ghi lại hành trình đến Mỹ thăm con. Trong chuyến đi, anh còn đưa cả mẹ ruột và dì sang nước ngoài để thăm cháu nội. Vừa xuống máy bay, người đầu tiên mà họ gặp chính là Thủy Tiên và bé Thiên Từ, thái độ niềm nở và hạnh phúc. Dù đã ly hôn, nhưng hành động này của Thủy Tiên với mẹ chồng cũ nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Phần nào cho thấy được mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng, nàng dâu vẫn không đổi suốt thời gian qua. Trong đoạn clip, đan trường đã ôm chầm lấy con trai sau khoảng thời gian dài không gặp, sau đó dẫn con đến chào bà nội. Khi gặp, nhóc Tì rất ngoan ngoãn, lễ phép khoanh tay chào và ôm bà rất tình cảm. Vì biết sắp đến ngày sinh nhật cháu nên mẹ ruột của đan trường cũng ngỏ ý hỏi Thiên Từ thích gì. Ngay lập tức, quý tử đầu lòng của đan trường đã trả lời bà: con thích xe. Đan trường đứng cạnh cũng cười vui vẻ, tiết lộ con trai chỉ thích xe vì đó là đam mê từ bé của cậu nhóc. Được biết, vì sắp sửa đến ngày sinh nhật của bé Thiên Từ nên đan trường đã quyết định về Mỹ cùng với mẹ ruột để cùng tổ chức cho con trai. Bản thân anh nhiều lần tâm sự, dù chia tay Thủy Tiên để con sống cùng mẹ, nhưng anh vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của một người bố. Trong bài phỏng vấn đầu năm 2022, nam ca sĩ nổi tiếng trải lòng: tất nhiên khi sinh con, ai cũng mong con mình thành tài, và phận làm cha mẹ cũng muốn con sẽ có được cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Bản thân trường luôn đề cao sự trách nhiệm đối với con. Trường không mong Thiên Từ trở thành ông này bà kia, chỉ mong con được là chính mình, được thực hiện những điều mình mong muốn và hạnh phúc với điều đó. Và trách nhiệm của trường sẽ là bên cạnh đồng hành, giúp con vững vàng hơn với những gì bé đặt ra. Về phía doanh nhân Thủy Tiên, cô cho biết mình không yêu cầu đan trường phải chu cấp gì cho con trai, vì bản thân rất tự tin về kinh tế để chăm sóc tốt cho bé. Từ khi có Thiên Từ đến nay, chưa bao giờ tôi đòi hỏi hay đề cập với anh trường chuyện nuôi dưỡng cho con, một phần vì tôi đủ tự tin bản thân có thể chu toàn cho bé. Một phần tôi nghĩ việc chăm sóc cho con không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình thương, nghĩa vụ của bậc làm cha mẹ. Tôi để anh ấy thoải mái và tùy vào khả năng của riêng anh, Thủy Tiên tiết lộ.